Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với bản tin báo giá của Salon ô tô Hà Nội 1. Thì em xin được giới thiệu, em là Tuấn Anh, phụ trách quảng cáo bán hàng tại Salon ô tô Hà Nội 1. Có địa chỉ là tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nguyễn Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay là đầu tháng 8 thì em xin được gửi tới các bác một cái bản báo giá chi tiết trong tháng này. Thì ở cái tháng 8 này bên em sẽ có giảm giá đặc biệt với một số mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu tới các bác đó là một cái mẫu xe sedan 5 chỗ. Đây là một chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 số tự động. Bản này là bản form dáng sedan. Đó, chiếc xe này được sản xuất vào năm 2018. Ngoại thất là màu vàng, nội thất là ghế da màu đen cao cấp. Bản này thì có cửa sổ nóc rồi, trang bị cả màn Android và cam lùi. Nhìn về nước sơn thì các bác thấy là nước sơn vẫn còn rất mới. Chiếc này sơn là em theo cái đánh giá cá nhân của em, sơn zin phải trên 90%. Đó, chủ xe cũ đi rất là giữ gìn. Thì hiện tại chiếc này đang đứng tên đăng ký là biển tỉnh. Thì bác nào mà ở biển tỉnh thì lấy chiếc này thì cũng rất là hợp lý. Thì bên em đang chào bán chiếc này với mức giá ưu đãi trong tháng 8 này, đó là mức giá 570 triệu. Đó, còn mức giá cũ bên em đang chào bán là 580 triệu các bác nhé. Một chiếc xe form sedan Mazda 3 sản xuất 2018. Đó, nhìn rất là đẹp. Còn bên cạnh đây em xin giới thiệu tới các bác một mẫu xe Mercedes-Benz. Thì chiếc này bên em cũng đang chào bán mức giá ưu đãi. Thì em xin được công bố giá bán luôn. Đó là chiếc này bên em đang chào bán mức giá là 650 triệu. Giá cũ bên em đang chào đó là 660 triệu. Đó, một cái mẫu xe cũng form sedan đến từ Mercedes-Benz. Đó, một thương hiệu Đức rất là nổi tiếng. Biển Hà Nội tên tư nhân. Thì chiếc này được sản xuất vào năm 2013 và lăn bánh được quãng đường khoảng hơn 10 vạn km một chút. Ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen. Bản này là bản AMG. Thế nên là mâm la răng hình thể thao và có lên cả dây đai đỏ. Một chiếc xe rất là đẹp. Cam kết với các bác là chiếc này là keo chỉ zin, máy móc nguyên bản. Rồi em xin chiếc này thì bên em đã có khách bác cái chốt cọc đầu tháng rồi. Đó, chiếc này là chiếc Prado sản xuất 2015. Rồi em mời các bác cùng em đến với một cái mẫu xe SUV 5 chỗ. Đó là chiếc Mazda CX-5. Phiên bản 2.5 các bác nhé, nó có hai bản 2.5 và 2.0. Đây là bản 2.5, số tự động, một cầu ạ. Xe thì mang biển thành phố Hà Nội, đứng tên tư nhân. Ngoại thất của chiếc xe đó là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Đó, tất cả là còn nguyên bản theo xe hết. Nhìn form dáng rất là đẹp, sơn vẫn còn rất là đồng đều và mới. Thì hiện tại chiếc này mới lăn bánh được quãng đường khoảng 4.6 km, hơn 4.6 km một chút. Sản xuất 2017, đăng ký lần đầu vào năm 2018. Thì bên em đang chào bán với mức giá đó là 775 triệu. Đó, một mức giá rất là hợp lý. Và em mời các bác cùng em đi vào cái hàng thứ hai của bên em. Trước mặt các bác đây là một chiếc Land Cruiser Prado, một chiếc xe sản xuất vào năm 2015. Đó, một chiếc SUV gầm cao cỡ lớn, rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Thì chiếc này đứng tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Đấy, các bác nhìn bộ mâm cũng còn rất là mới này, rất là mới và đẹp. Đấy, bác chủ cũ bác đi bác rất giữ gìn, mâm nguyên bản theo xe luôn. Đó, lốp vẫn còn rất dày, bác nào mà lấy chiếc này về thì vẫn cần yên tâm, chưa phải thay lốp vội. Chiếc xe thì ngoại thất màu đen và mang nội thất ghế da màu đen, ghế da cao cấp. Đấy, các bác cùng em quan sát nhé, về cái phần da này, một chiếc xe đã qua hơn 6 năm sử dụng. 6 đến 7 năm sử dụng mà da vẫn còn rất mới và căng. Đó, chúng ta có thể ấn tay này các bác thấy được là cái độ căng của da nó như nào. Chiếc này thì đã trang bị màn Android cỡ lớn. Đó, hiện tại chiếc này mới lăn bánh được có quãng đường là 5.7 km thôi. Form dáng nhìn rất đẹp, sơn xi rất là đồng đều và mới. Sơn zin, em cam kết với các bác là chiếc này sơn zin luôn. Tất cả mọi thứ kể cả cặp đèn hậu đằng sau đây. Phiên bản TXL 2.7 số tự động. Chiếc này sản xuất vào năm 2015. Đó, bên em đang chào bán với mức giá đó là 1.490 triệu. Đây là mức giá ưu đãi trong tháng 8 này. Còn giá cũ của chiếc này bên em đang chào bán đó là 1.520 triệu. Em mời các bác cùng em đến với cái chiếc đằng sau đây. Đây là một chiếc Toyota Camry. Đó, phiên bản 2.0e. Được sản xuất vào năm 2015. Ngoại thất màu vàng cát, nội thất ghế da màu kem rất là hiếm. Chiếc này thì biển đứng tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Xe thì mới lăn bánh có khoảng 8 vạn km thôi.
Đấy, các bác cùng em quan sát về cái form dáng của chiếc xe. Xe thì đã trang bị cam lùi, màn Android, chỉnh gương gập điện tự động, có cả cảm biến lùi luôn. Đấy, khung gầm rất là chắc chắn. Chiếc này bên em đang chào bán với mức giá đó là 690 triệu. Đó là giá ưu đãi, còn giá cũ bên em đang chào bán là 695 triệu. Rồi, em mời các bác cùng em đến với chiếc bên tay trái của em đây. Mời bạn cameraman quay sát với mình. Vâng, em xin được giới thiệu tới các bác. Trước mặt các bác đây đó là một chiếc BMW thương hiệu đến từ nước Đức. Chiếc xe Serie 5, phiên bản 520i. Chiếc xe được sản xuất vào năm 2014. Hiện tại là xe lăn bánh được quãng đường là 9 vạn km. Xe thì mang ngoại thất nước sơn màu nâu. Để trong nhà thì nhìn nó hơi màu đen một chút, nhưng ra ngoài nhìn sáng lên rất là đẹp. Đấy. Ngoại thất là màu nâu, nội thất ghế da màu kem rất là đẹp. Da này da cao cấp rồi. Thì chiếc xe này đứng tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Hiện tại bên em đang chào bán với mức giá đó là 920 triệu. Một mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe sang các bác nhé. Rồi em mời các bác cùng em đến với cái chiếc xe tiếp theo của bên em. Đây, em mời các bác cùng em đến với một cái mẫu xe SUV tầm cao cỡ lớn, 7 chỗ. Đó là chiếc Land Cruiser Prado, phiên bản 2.7 TXL. Xe này thì được mang ngoại thất màu vàng cát và nội thất ghế da màu đen. Đó, tất cả về sơn si bên ngoài đó là zin nguyên bản theo xe. Các bác nhìn giúp em là cái mặt ca lăng cỡ lớn này, nẹp mạ chrome rất là đẹp. Một cái nét đặc trưng của dòng Land Cruiser Prado. Đó, cái cặp đèn pha phía trước còn rất mới và sáng. Các bác cùng em quan sát nhé. Chiếc xe này thì đứng mang tên công ty biển tỉnh. Thì bác nào mà muốn sở hữu chiếc xe này cho công ty thì nó rất là hợp lý. Chiếc xe này có thể xuất được hóa đơn. Đó, các bác nhìn giúp em về cái phần tổng quan của chiếc xe, nhìn rất là đẹp và mới. Một chiếc xe được bác chủ có đi rất là giữ gìn. Xe này là xe chở giám đốc đấy ạ. Hiện tại là bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá đó là 1 tỷ 290 triệu. Đó, mức giá này ưu đãi trong tháng 8 thôi. Còn mức giá cũ bên em đang chào bán là 1 tỷ 320 triệu các bác. Rồi em mời các bác cùng em đến với một cái mẫu xe phải nói là trong thời gian vừa rồi rất là nổi tiếng, đình đám trong cái giới xe của Việt Nam. Đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp. Bản này là bản cao cấp nhất, 2.2D. Đó, số là số bấm, dạng mới. Ở cái phần ở phía trên đó là hình yên ngựa, một cái nét cải tiến rất là mới của Santa Fe. Đây, như các bác cùng em quan sát về cái phía bên ngoài này. Ở bản 2022 này thì nó cải tiến rất là lớn. Ngay kể cả cái mặt ca lăng phía trước đây, mặt cỡ lớn hơn và mạ chrome rất là sáng và đẹp. Đó, nhìn như dạng 3D. Chiếc xe này thì đứng tên tư nhân biển tỉnh. Đó. Và một cái điểm nổi bật nữa ở cái đời 2022 này thì đó là chiếc xe có trang bị thêm cái radar quét phía đằng trước. Thì cái radar này sẽ quét các cái vật thể hoặc là những cái xe phía trước, khi mà đạt một cái khoảng cách mà không an toàn nữa thì xe sẽ rất là thông minh, xử lý tự động phanh. Đó, tạo ra một cái tính năng rất là an toàn cho người vận hành, người sử dụng lái xe. Nó khác biệt so với cái đời 2021 ở cái điểm này. Xe mang ngoại thất màu xanh carbon size, một cái màu xanh là được đánh giá là đẹp nhất trong tất cả các loại màu xanh, mã màu của Santa Fe đấy ạ. Đấy, các bác cùng em quan sát thêm một cái phần cải tiến của cái mặt la răng này. Đấy, hình sao biển nhìn rất đẹp. Ở cái form 2021 thì cái mặt la răng nó sẽ khác một chút. Đấy, như em, cá nhân em rất thích cái mặt này. Lốp thì còn rất là mới, lốp nguyên zin theo xe. Hiện tại chiếc này mới lăn bánh được quãng đường là 1,3 vạn km thôi ạ. Đó, một chiếc xe đúng như chất chiếc xe lướt. Thì bên em đang chào bán với mức giá đó là 1 tỷ 470 triệu. Mức giá này là ưu đãi. Còn mức giá cũ bên em đang chào bán đó là 1 tỷ 490 triệu. Và chỉ cần 1 tỷ 470 triệu thôi, các bác đã sở hữu một chiếc xe được trang bị rất là nhiều công nghệ. Cam 360, cửa sổ toàn cảnh panorama. Đó, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Và ví dụ như khi các bác mà đi xi nhan trái xi nhan phải thì sẽ hiện lên cái màn hình ở trên, hiển thị ở trên như dạng cam lề. Đó. Và em xin nhắc lại một lần nữa là 1 tỷ 470 triệu cho chiếc xe này các bác nhé. Ở phía trước mặt đây, các bác cùng em đến với một chiếc mẫu xe đến từ Nhật Bản. Chiếc Honda CR-V. Phiên bản này là phiên bản 2.4. Ở cái đời 2014 này thì có hai phiên bản là 2.0 và 2.4. Đây là bản 2.4 rồi, số tự động. Một chiếc SUV 5 chỗ. Ngoại thất là màu xanh. Đó, một màu xanh này rất là nổi bật. Nội thất ghế da màu đen.
Về chiếc này thì em đánh giá là rất là đẹp so với đời. Vận hành sử dụng được 7 năm nhưng mà chiếc xe khung gầm bệ rất chắc chắn, keo chỉ còn nguyên bản. Xe trang bị cả cửa sổ nóc nữa. Mâm cỡ lớn 18 inch. Hiện tại chiếc này mới lăn bánh được quãng đường là 8 vạn thôi, hơn 8 vạn một chút. Đứng tên tư nhân biển Hà Nội, bên em đang chào bán mức giá ưu đãi trong tháng 8 đó là 615 triệu. Mức giá cũ bên em đang chào đó là 620 triệu các bác nhé. Rồi bên tay trái em đây là một cái mẫu sedan 5 chỗ nữa. Đó đến từ thương hiệu Mazda, đó là chiếc Mazda CX-5. Phiên bản này là phiên bản 2.5 hai cầu, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó, còn một bản nữa đó là bản 2.0 và bản 2.5 một cầu. Thì đây là bản hai cầu rồi. Nó đáp ứng được trên mọi cung đường địa hình. Đó, các bác nào mà lấy chiếc này về mà đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc kể cả đi trong nội đô rất là phù hợp. Hiện tại chiếc xe này mới lăn bánh được có quãng đường là hơn 6 vạn km thôi ạ. Ngoại thất màu xanh carbonside, ghế da màu đen, rất nhiều option trang bị trên xe như là màn trang bị cả màn Android cỡ lớn rồi, cửa sổ toàn cảnh panorama. Đó, xe thì cam kết với các bác là nguyên bản nguyên zin. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với mức giá ưu đãi trong tháng 8 đó là 795 triệu, giá cũ bên em đang chào bán là 810 triệu các bác nhé. Ngoài ra thì đây bên ngoài em đây nữa là còn một cái mẫu xe đến từ nước Đức, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây các bác cùng em quan sát này. Chiếc C200 phiên bản Exclusive. Đó. Ngoại thất màu đỏ rất là tươi tắn và trẻ trung. Form dáng sedan nhìn rất đẹp. Nội thất ghế da màu đen. Chiếc này lăn bánh với một cái mức rất là ngạc nhiên, đó là 1,3 vạn km. Đấy, một chiếc xe sản xuất 2021 nhưng mới chạy được 1,3 vạn km thôi, đúng chất một chiếc xe lướt. Tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, các bác cùng em quan sát cái mặt nổi bật ở cái chiếc xe này. Ở đây trong không gian hơi chật cho nên không giới thiệu thêm cho các bác về cái mặt ca lăng. Mặt là mặt la răng của xe. La răng thì là đa chấu, sơn hai màu nổi bật, đen và trắng. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá rất là ưu đãi. Đó là 1 tỷ 590 triệu. Giá cũ bên em đang chào chiếc này là 1 tỷ 620 triệu các bác nhé. Vâng. Ngoài ra thì bên em vẫn còn một số những cái mẫu xe đang trên đường thủ tục hoàn thiện nốt cái giấy tờ. Ví dụ như là một chiếc Mazda 6 bản 2.0 số tự động sản xuất 2015 thì giá dự kiến bên em đang chào đó là 530 triệu. Thêm một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp sản xuất 2021. Chiếc này thì mới lăn bánh được có hơn 6.000 km thôi các bạn. Thì hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 490 triệu. Và đang trên đường về nữa là một chiếc Mitsubishi phiên bản Pajero Sport bản 2.4D máy dầu hai cầu sản xuất 2022 thì giá dự kiến bên em đang chào bán đó là 1 tỷ 350 triệu. Và một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất vào năm 2016 cũng là máy dầu bản hai cầu thì chiếc này giá dự kiến bên em đang chào đó là 880 triệu. Đó. Thì đối với tất cả những cái mẫu xe mà được sản xuất vào năm 2013 trở lên thì bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng với mức giá là trên 70% giá trị của xe. Thì bác nào có nhu cầu mua trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác mức giá, thời gian vay dài, đó, lãi suất thấp và vay được giá trị rất là lớn. Thì còn tất cả về những cái xe, về chất lượng của xe hay là giấy tờ thì bên em luôn cam kết và gửi tới các bác một cái mẫu xe đó là xe nguyên bản, không đâm va, không tai nạn, không ngập nước và thủy kích, giấy tờ pháp lý đầy đủ, minh bạch, không tranh chấp kiện tụng. Đó. Thì ở Salon Ô tô Hà Nội 1 bên em thì luôn cung cấp những cái mẫu xe trong tất cả các phân khúc. Thì bác nào quan tâm thì có thể là qua trực tiếp cửa hàng bên em tại địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Nguyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để xem xe, lái thử và sau đó thì quyết định đàm phán giá để sở hữu cho mình một cái chiếc xe ưng ý nhất. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em theo cái số hotline 0968680917 thì em sẽ gửi thêm những cái chi tiết video hình ảnh mà các bác cần thêm đó để hiểu thêm về chiếc xe mà có dự định mua. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã quan tâm tới video báo giá của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.